Buổi đầu thành lập, Ban truyền hình tiếng dân tộc chỉ có quân số vài chục người, phát sóng trên kênh VTV5 với thời lượng 6 giờ mỗi ngày bằng 14 thứ tiếng dân tộc. Đến nay, VTV5 đã có gần 200 nhân sự tại trụ sở chính Hà Nội và các văn phòng đại diện Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đảm nhận nhiệm vụ sản xuất, biên tập và phát sóng 24 giờ một ngày một kênh trên 3 kênh độc lập, gồm kênh VTV5 Quốc gia, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV5 Tây Nguyên. Khán giả có thể theo dõi VTV5 với 26 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Kinh trên các nền tảng khác nhau như truyền hình truyền thống, ứng dụng VTV Go, website VTV5, kênh YouTube, page VTV5 trên Facebook.